Kể từ nay, cậu sẽ là thành viên của bệnh viện chúng tôi. Ủa là sao lại nhận luôn rồi đó? Đây là phòng em đó. Hạnh quá. Thưa bác sĩ, em là y tá, không phải là ma. Mà y tá? Có sợ ma không? Bữa nay nói chuyện với ai vậy? Tôi đã nói rồi, không tôn trọng nhau sao? Anh à, anh làm anh tôn trọng đi xuống đi. Anh nói chuyện với ai vậy? Người ta mới tới mà. Mới tới cái gì? Tôn trọng đi. Tôn trọng cái gì vậy? Nè, một người ơi, làm gì không? Mà mọi người ơi, nè đừng có giỡn nha, em mới tới nha, em tên là Thành. Mọi người đừng có giỡn nha. Cảm ơn mọi người.